的话，就是花像就那一批像就那一批里面所自己就能够跟三口令你们投入投入为国家的重要存在，都靠特别是我国家国家用的投入让这二个力量为投入中央让领导这个政策调整，让领导这个政策带来民生方面。trong chương một này cũng đề cập đến mối quan hệ của du lịch và văn hóa ẩm thực nói chung. Ngoài ra bên cạnh đó, dưới sự nghiên cứu của thầy cô và bạn, cuốn tài liệu hướng dẫn này là một cuốn tài liệu tăng ước gần 100 trang với các trang bên số lẻ là tiếng Việt và bên chẵn là tiếng Anh. Ngoài những phần cơ bản, ngoài những phần chính như là thông tin về món ăn, các địa chỉ ẩm thực thì nó còn có một số phần phụ khác như là một số những số điện thoại cần. Và khách cần khi du lịch Hà Nội, danh mục các công ty lữ hành, khách sạn Hà Nội, bản đồ Hà Nội hay là phần ghi chú của du khách. Trong chương này em đưa ra một bảng tính giá đề xuất, theo đó thì giá của cuốn sách này rơi vào khoảng 49.000 Việt Nam, tức là vào khoảng tầm 2.5 tiền Mỹ. Em nghĩ là Mỹ không đắt lắm. Tiếp theo đó chính là gợi ý tiếp cận du khách. Có rất nhiều cái hướng đi hướng tiếp cận du khách. Bước tập hướng đầu tiên mà em phải cập thấy đó là tiếp cận du khách của các bạn thông qua một cái thạch marketing mix gồm có 4 chữ P và để mô tả cho chữ P cuối cùng kế hoạch quảng bá sản phẩm thì em có đưa ra một project quảng bá sản phẩm cho sản phẩm tài liệu hướng dẫn. Sao không to được nữa? Biết cỡ rồi. Đang quay đây. Đang muốn zoom mà không zoom được nữa. Sao cứ mờ ấy. And the all three reasons bring to the results of my to the end. And that's kind of what I want to say about the right now. Now let's move on to campaign. That's what I'm going to do. Let me just say a special thank you to all of you and all of my dear teachers. Tốt.